để thành công thành công và chúc em thành công trong cái MV này nhé. Cảm ơn khách Long và chúc ôi ở ngoài đẹp trai dữ vậy. Ủa lời trời, như là chắc nhỏ, còn nhỏ xíu tuổi nha. Đẹp hơn 26 tuổi. 26 hả? Đẹp hơn năm luôn trời. Trời ơi, quá trời đẹp trai luôn. Bởi vì Long nhìn ở ngoài trẻ, quá trời trẻ, nhìn không ra luôn. Đẹp trai nhìn không ra luôn. Do chung hình em hóa trang nhân vật á. Cho nó cứng lên tí xíu mà sao á. Hoặc là có thể là chơi lên hình bị già. Chứ thực là không ăn. Không già hơn cái hình ngoài đó đó. Chứ mà trẻ hơn hình ngoài đó lộn. Chứ thực chắc nhìn ở ngoài chắc nếu mà nói ra chắc người ta nói kêu mặt còn bún lịch sữa. Quá trời trẻ, thật sự luôn, trẻ mà đẹp trai. Nói chung một lần nữa chúc cái MV của em thành công tốt đẹp. Và mong khán giả ủng hộ MV của ca sĩ Giáp Long rất là nhiều nha. Nhạc sĩ Hà Quỳnh Trung bên trong. Dạ, rất long ha. Em cảm ơn tất cả mọi người và mong rằng bài hát Phú ơi trong thời gian sắp tới sẽ được tất cả mọi người đón nhận. Đặc biệt là những người nào mà có chung niềm đam mê với Long, đó là Long rất là mê hát những bài hát về cha mẹ. Cho nên chính vì vậy mà nhạc sĩ Minh Vi sau những lần mà em đi qua bên khu bên anh Vi thì anh Vi mới đúc kết được và sáng tác cho Long một bài hát gọi là bài hát Phú ơi. Và một lần nữa là cho anh hỏi cái em có thể công bố thêm cái số điện thoại box show của bên quản lý để cho khán giả biết luôn. Dạ, hiện tại thì Long cũng có quản lý, cho nên cái người mà nhận show cho Long là một người anh thân thương của Long thôi, chứ không có anh trong nhà, chứ không có quản lý. Thì đúng rồi, chia sẻ cái số điện thoại lên để cho khán giả xem đó, để người ta biết. Dạ, số điện thoại là 0708387879. Nhạc sĩ Hà Vĩnh Trung nghe quý cô chú anh chị. Em rất tin thương của Trung. Dạ. Chắc Long là có dùng hát sẽ lần một. Dạ. Anh em mình có mấy bài rồi nhưng chưa kịp làm. Vừa rồi thì chắc Long thi là được giải hát sáng quân của chúng ta. Quý vị nhớ các anh khán giả yêu thương của các anh mà anh chị em hôm nay nhớ ủng hộ chúng ta cháu Long nha, để cái hát chắc Long để gần gũi hơn với bà con chú bác nữa. Dạ. Em rất là thân thương và tính tình rất là dễ thương. Dạ. Hy vọng là sẽ sau này sẽ thành những số lớn trong khi nhìn âm nhạc của Nam mình. Nói chung là ai mà dễ thương á là được khán giả lại quý à. Cả nhà thấy chắc Long đẹp trai không? Quá đẹp trai. Wow. Nhìn chung hình nhìn chung hình khác xa luôn ha. Nửa thằng Long thôi là cũng được nữa. Dạ. Anh Trung vậy, đến lần sau thì ca sĩ nghệ sĩ thôi, tại vì viết bài là thôi. Dạ. Thêm một lần nữa cảm ơn anh Trung với chắc Long đã chia sẻ cái sự kiện ngày hôm nay rất là nhiều. Dạ, một lần nữa thì em Chắc Long cảm ơn tất cả mấy anh chị đã yêu thương cũng như là cô gái cho em ngày hôm nay đến đây để mà chia sẻ và lan tỏa Phú ơi cho em. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Dạ em Long ơi, thì trước khi mình vào bên trong thì có thể mình chia sẻ tại sao mà nhạc sĩ mà tặng cho em có một cái bài hát mà nghe cái tội đời không là nghe là muốn nhớ mẹ rồi. Nó có cái ý nghĩa điều gì không? Em hãy chia sẻ tí xíu được. Giống như là khi mà mỗi lần em qua bên công ty khu á thì em có hay kể về gia đình của em. Dạ. Từ nhỏ tới lớn thì nói chung thì em không có được may mắn, gia đình không có điều kiện, và nói chung là tình thương mẹ thì lúc nào cũng thương, ba mẹ ai cả ai cũng thương, nhưng mà em rất là thương mẹ em. Cho nên là khi mà kể chuyện thì anh Vi anh mới suy nghĩ ngày qua ngày, anh mới quyết định viết em một bài hát gọi là Phú ơi. Thì anh Vi anh nói là không phải Phú là nhầm người thì người ta nghĩ Phú có nghĩa là Phú nuôi, nhưng mà anh Vi anh nói là hồi xưa anh kêu mẹ anh cũng bằng là Phú. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Dạ. Cho nên thì anh Vi anh mới quyết định là viết em bài hát là Phú ơi. Ồ.
cái từ đời bài mà hát nghe, cũng là nó có liên anh quan nghe một cái thông tin đó là em là người miền Tây đúng không? Dạ, em là người Châu Đốc An Giang. Đó, hồi nãy vô á, vô là thấy cái trái trái thốt nốt ở chỗ đó là cũng nghi nghi rồi. Cho nên giọng ngọt lắm. Dạ. Nghe chắc Long hát là ghiền luôn á. Đây đúng là đậm chất người miền Tây, đa số ở đây anh em cũng là người miền Tây nhiều lắm. Nhờ rằng cái MV Vũ Ơ của ca sĩ Chắc Long sẽ lan tỏa giống như là một cái người giống như là ca sĩ Nam, Nam cũng là người An Giang á. Đó, mong rằng là bà con cũng đón nhận cái MV này giống như của Nam nha. Chúc em thành công nha. Thì qua đêm nay sẽ những cái clip thân thương sẽ tràn ngập ở trên nền tảng YouTube. Thì mong quý khán giả yêu mến và ủng hộ. Đây ra được 10 kênh rồi đúng không? Dạ. Đó, cho Long nếu kênh có 1 kênh là 1 mấy, 100 chứ, 100 mấy ngàn rồi, 100 mấy ngàn rồi. À, bên mình chúng mình nào trên YouTube. À, quên nữa em giới thiệu cái kênh của em luôn nha. Cả nhà ơi, thì Long cũng được chia sẻ thì Long mới bắt đầu đi hát tầm chắc hơn nửa năm thôi. Cho nên thì Long cũng mới tạo kênh YouTube thôi, thì kênh YouTube của Long tên là Sắc Long Official. Và Long mong rằng thời gian sắp tới tiếng hát của Long sẽ được tất cả mọi người ở đây đón nhận nha cả nhà ơi. Một việc một lần nữa là cái MV Vũ Ơ này mình sẽ phát hành trên kênh nào và có thể chia sẻ cho bà con cô bác được biết cái thời điểm và kênh nào chính thức không em? Dạ, kênh bài hát Vũ Ơ sẽ được phát sóng vào tối nay lúc 20 giờ trên kênh Rất Long Official luôn nha. Dạ, sau khi họp báo thì 8 giờ tối em sẽ ra mắt em. Thì em sẽ làm 3 phiên bản, đó là một phiên bản về phim và một phiên bản audio để đủ cái cốt truyện của bài hát và một phiên bản lưu phim. Anh em á, chúc em được thành công trong cái MV Vũ Ơ này ha, nghe cái từ đời là anh khoái rồi đó. Và sau đó thì chúc em á là nhận show là mệt nghỉ luôn nha không? Phải nhất cái đó. Dạ. Không có lịch trống luôn á cả nhà ơi. Quá dễ thương luôn cả nhà. Dạ. Em là nhà vũ và ca sĩ mà em có cái suy nghĩ về mẹ mình, có yêu quý mẹ mình, thì theo đó thì cái câu chuyện của em cũng xuất phát từ em mà trong cái hoàn cảnh gia đình khó khăn, cho nên là em phải trở lại cho nhạc sĩ, đó là nhạc sĩ Minh Vy, cho nên là viết lên một cái câu chuyện trong cái bài hát này cũng có liên quan đến ca sĩ, đó là Chắc Long. Nếu mà mọi người một xíu nữa thôi, mọi người sẽ biết được trong bài hát này là cái tuổi thơ của Long gắn liền với cái bánh bò. Em phải cái này, nếu mà phải là nhẹ một cái đoạn trời demo thôi. Dạ. Demo thôi nha, mấy câu thì có thể mình giữ kín hoặc là có thể thì trong bài hát này thì có hai cái câu hát đầu tiên mà em rất là thích. Vô cho em nó tự tin hơn. Đúng rồi, cho em nó tự tin hơn. Cái hai câu hát này em rất là thích. Lúc đầu tiên em rồi mình demo luôn nha. Tôi gọi chú ơi theo tiếng gọi của mà kêu chú ơi nghe thiết tha tiếng Nam Bộ, xóa đi những nỗi đau hôm nào, xóa đi khó nhọc thuở con thơ gian nan đêm ngày, vì con thơ đêm nỗi sầu riêng. Ồ, quá hay vậy mẹ. Một lần nữa cảm ơn em rất là nhiều. Trong quảng cáo có sai không? Quá chắc giọng quá ngọt, quá hay. Ngọt luôn. Trong cái bài hát này sẽ khán giả đón nhận rất là nhiều. Đúng rồi. Rất nhiều người đón nhận. Em thành công ha.